Thị trấn Yên Châu được thành lập theo quyết định số 18 QĐ-HĐ-BT ngày 29 tháng 2 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, tách ra từ xã Viêng Lán. Tổng diện tích tự nhiên là 130,44 ha với 1.166 hộ, hơn 4.225 nhân khẩu. Năm dân tộc anh em sinh sống ở 6 tiểu khu. Có trục đường quốc lộ 6 đi qua là địa bàn trung tâm phát triển kinh tế xã hội, tập trung các cơ quan đơn vị doanh nghiệp của huyện Yên Châu. 30 năm thành lập, phát triển không dài so với lịch sử, song cũng đủ để làm thay đổi diện mạo một vùng quê được hình thành từ mảnh đất có truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn qua các thời kỳ. Đại hội đảng bộ thị trấn lần thứ nhất là một sự kiện lịch sử đánh dấu quá trình hình thành thị trấn và đảng bộ thị trấn Yên Châu, một đơn vị hành chính mới và cũng từ đây tiếp tục phát triển đi lên, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đưa thị trấn Yên Châu ngày một phát triển theo hướng đô thị. Cùng với niềm vinh dự, tự hào buổi đầu thành lập, thị trấn Yên Châu lúc bấy giờ phải đối diện với nhiều khó khăn, thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ, nông nghiệp manh mún, thu ngân sách hạn chế, thu nhập bình quân đầu người thấp, từ cơ sở hạ tầng đến kinh tế, đời sống văn hóa xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của một đô thị. Để từng bước khắc phục khó khăn, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Yên Châu đã chung sức chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, thị trấn Yên Châu hôm nay đã khoác lên mình một gam màu tươi mới, năng động, sáng tạo, xứng tầm với trung tâm huyện lỵ Yên Châu. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thị trấn Yên Châu luôn nhớ đến công lao của các đồng chí, nguyên là lãnh đạo thị trấn Yên Châu qua các thời kỳ. Đã truyền đạt kinh nghiệm để thế hệ sau tiếp thu và phát huy trở thành sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn xây dựng thị trấn Yên Châu như ngày hôm nay. Những năm qua, hoạt động của chính quyền và các ban ngành từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ủy ban nhân dân thị trấn đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, duy trì lịch tiếp công dân và giải quyết đơn thư theo đúng thẩm quyền. Sau khi nhận được đơn thư của các tổ chức và nhân dân, thì trước tiên là tôi phân loại đơn và xử lý đơn theo đúng quy trình. Và sau khi xử lý đơn xong thì xem nội dung đơn đúng thẩm quyền giải quyết, thì tôi ghi phiếu đề xuất với đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân để đồng chí chỉ đạo phân công các bộ phận chuyên môn để phối hợp giải quyết theo đúng quy trình và đúng thời gian đảm bảo quy định. Vai trò của đội ngũ cán bộ ở tổ dân phố đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
góp phần quan trọng vào thành tích chung của thị trấn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân thường xuyên được kiện toàn, đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt kết quả tốt. Những năm gần đây, hạ tầng đô thị thị trấn Yên Châu được quan tâm, đầu tư phát triển ngày càng hoàn thiện. Một số khu dân cư mới được hình thành. Hiện nay đã hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. Kết cấu hạ tầng giao thông 30 năm trước, chủ yếu là đường đất, đến nay tỷ lệ nhựa hóa đạt gần 100%. Nhiều dự án công trình giao thông đã và đang được đầu tư xây dựng. Kinh tế tăng trưởng khá, năm sau luôn cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Trong đó, thương mại dịch vụ chiếm 80%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 13,75%. Thu nhập bình quân đạt trên 28 triệu đồng, tăng 11,93 triệu đồng so với năm 2010 và vượt rất xa so với ngày đầu thành lập. Sau 30 năm từ năm 88 thành lập thị trấn đến nay, thì do cái điều kiện phát triển kinh tế của nhân dân được phát triển mạnh, vừa là về độ mặt dân số, trước đây thì ít thưa thớt nhưng bây giờ nó rất là đông, nhà cửa nó mọc lên như nấm, nói chung là 2 tầng 3 tầng nó lên rất là mạnh. Cái thứ ba nữa là đường xá đi lại, các cháu đi học hành rất thoải mái. Cái thứ tư nữa là điều kiện phát triển kinh tế cho được cái chợ, cho nên là nhân dân mở quầy mở quán rồi bán trên dọc đường cũng như ở chợ cũng đã được thu nhập rất lớn. Rồi vấn đề từ chỗ chế biến chăn nuôi, dịch vụ như sửa chữa, nói chung là nhân dân là phát triển. Mà nay ấy, là dân của dân thị trấn ấy, là cực kỳ là cảm thấy là sướng rồi, thoải mái rồi. Về điện này, rồi được xem tivi này, nước về đến tận nhà này. Thế là cuộc sống của nhân dân các cháu được học. Đây là một cái phát triển rất là lớn và mạnh mà dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của thị trấn trong suốt 30 năm nay. Mà tôi cảm thấy tôi ở đây cũng đã trên 50 năm rồi, nhưng mà tôi cái thị trấn của ta phát triển rất là mạnh. Đảng bộ thị trấn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, thấy rõ được những định hướng, chủ trương của huyện trong những nhiệm vụ cụ thể để vận dụng phù hợp với điều kiện của thị trấn. Duy trì được sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân ngay trong cơ quan thị trấn, và làm cho tư tưởng hành động luôn có sự thống nhất cao. Mỗi cán bộ công chức, mỗi đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nêu cao được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan đơn vị, có tinh thần phấn đấu, thấy được những hạn chế tồn tại cần phải khắc phục, đồng thời phát huy được những ưu điểm đã được đồng chí tổ chức góp ý xây dựng để thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phải thường xuyên bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện, của thị trấn để cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của thị trấn để tổ chức thực hiện. Kịp thời phát hiện và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, coi trọng công tác tổng kết, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và những kinh nghiệm tốt ở cơ sở đơn vị. Đảng bộ thị trấn đề ra các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, cụ thể hóa chủ trương kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Còn đối với chính quyền thì cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành chương trình kế hoạch trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đối với chi ủy các chi bộ trực thuộc và với cá nhân được phân công đảm nhiệm trong việc tham mưu thực hiện về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba là tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong lĩnh vực quản lý để tập trung trí tuệ, kinh nghiệm, tiềm năng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Thứ bốn là làm tốt công tác thi đua khen thưởng để nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong phát triển kinh tế xã hội. Thị trấn Yên Châu hôm nay đang bừng lên sức sống mới, đường phố khang trang sạch đẹp, nếp sống đô thị đang dần thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân. Những thành quả đạt được sau 30 năm thành lập đang tạo đà cho Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Châu phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng và lợi thế sẵn có, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, phấn đấu sớm đưa thị trấn Yên Châu trở thành đô thị văn minh.
Để góp sức trẻ xây dựng thị trấn Yên Châu giàu đẹp văn minh, trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng về những thành tựu qua các giai đoạn xây dựng, trưởng thành và phát triển của thị trấn Yên Châu trong 30 năm qua. Cái thứ hai là tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn với qua những ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của dân tộc cũng như là của thị trấn. Cái thứ ba là thường xuyên kiện toàn những chi đoàn yếu kém, hoạt động thiếu hiệu quả gắn với cái việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh thiếu niên tham gia các hoạt động của địa phương. Cái thứ tư là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng đoàn viên thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn. Cái thứ năm là thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ với cái tinh thần là đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên đi đầu trong khởi nghiệp, sáng tạo trong việc lập thân lập nghiệp, chung sức trẻ góp sức xây dựng thị trấn Yên Châu giàu đẹp văn minh. Hội luôn bám sát sự chỉ đạo, quán triệt thật sâu sắc và vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội Đảng, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, hướng chỉ đạo của Trung ương hội vào các nhiệm vụ cụ thể của hội để cùng với thị trấn tạo sự chuyển biến thực sự về tăng trưởng. Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tập trung khai thác các nguồn lực, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận với các nguồn vốn, các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác phát triển đảng viên nữ, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, đảm bảo tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển của phụ nữ thị trấn. Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ phải nhận thức đầy đủ về truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trân trọng và tự hào với các thành quả cách mạng mà thế hệ phụ nữ thị trấn đã đạt được qua 30 năm qua. Cán bộ hội viên phụ nữ cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong mỗi gia đình, cộng đồng, xã hội và tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới quê hương thị trấn, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc.